Rồi chào anh em nha, hôm nay em về hàng quá trời luôn anh em. À, kéo rồi cưa cạp rồi dao ghép anh em, cưa cũng có mấy loại luôn, cưa Hàn Quốc, cưa Đài Loan, cưa nách. À, thì bây giờ em mới khui ra rồi giới thiệu nhanh đến các anh em ha. À, thì những cái hàng này á thì anh em được quyền kiểm tra hàng và test hàng ha, test hàng thử hàng anh em, để rồi anh em thanh toán cho nhân viên. Cái giá thành thì có thể là rẻ hơn chợ, hàng chợ anh em, nhưng mà cái chất lượng ok hơn nha anh em. À, anh em có thử cầm vô anh em cắt thử ha, cắt thử rồi so sánh được coi. À, đối với những hàng chợ mà anh em ra chợ anh em mua thử xem nào. À, rất là tốt ha. Này em giao lưu mà một số nhà vườn cũng hay lấy số lượng để về làm anh em. À, và cũng nhiều anh em xài rồi cũng thích ha, thích là mua tiếp anh em. À, thì em lấy mỗi thứ ra một một loại ha. À, mỗi loại là một cây để em giới thiệu nhanh đấy các anh em nha. À, thì hình thức đây là những cái đơn hàng nào mà trên 200 ngàn em sẽ bao ship nha. À, cho nó khỏe đi ha. À, rất là nhiều nha anh em. Ừ, trên 200 ngàn em sẽ bao ship, rồi em sẽ quay chi tiết cụ thể với các anh em ha. Và trước khi nhận hàng thì anh em được quyền kiểm tra hàng và test hàng ha. À, như những gì em giới thiệu sao thì em gửi y vậy nha, không có mẫu, không có hàng khác đâu mà anh em lo, nên em yên tâm không có cái lừa gạt gì đâu ha. Bởi vậy anh em được quyền kiểm tra hàng, thử hàng, test hàng luôn ha, kiểm tra đúng cái gì em quay thì anh em thanh toán cho nhân viên, chứ không cần phải là thanh toán trước, nên anh không có sợ là phải nên anh em không có sợ phải lừa gạt đâu, em rất là thật ha. À, nên anh em hết sức yên tâm. Thì anh em đang cần mẫu sản phẩm nào thì anh em ủng hộ nha. Thì em giới thiệu nhanh, đầu tiên là cái kéo tỉa nè anh em, chiều dài là 21 phân. Anh em thấy đinh tán đinh ốc không, nhìn cái đinh tán con ốc này kia là anh em đánh giá được cái kéo rồi ha. Này à, chiều dài 21 phân inox nha anh em, cán bằng inox. Thì à, cái dòng kéo này nó có những cái răng chống trượt nên đây, răng li ti ti ha. Cái mục đích của cái răng này nè, khi anh em kẹp anh em cắt thì cái cành nó có tột vào trước đó. Cái này chủ yếu là chúng ta tỉa và cắt bo cắt lá anh em. À, rất là bén luôn. Rồi cái kéo này giá giao lưu là 90 ngàn nha. Em sẽ bao ship cái đơn nào hàng nào mà trên 200 nha. Rồi tiếp theo nữa là kéo cắt. À, kéo cắt ha. Đây, à, nhìn cái form dáng giống mẫu Sada nha anh em, nhưng mà không phải nha. Sada nó rất nhiều mẫu, nhiều loại, bốn năm loại anh em. Anh em dễ mua nhầm lắm, loại một, loại hai, loại ba, tùm lum hết á. Anh em dễ mua nhầm loại hai lắm, loại ba lắm, nhiều khi là ba luôn anh em. Còn cái này á, đối với cái loại này, dòng này á, một loại duy nhất nha anh em. Hay Made in Japan nè ha, Made in Japan. Đó, đinh tán ốc anh em thấy không, độ sắc nét nó không có bị gồ ghề cực ốc đâu vậy nè, nó rất là sắc nét ha. Đó, cắt rất là mượt luôn anh em. Anh em có thể test và thử hàng ha. Anh này chiều dài 21 phân. Đó, chất lượng anh em giao lưu và em xài rất là nhiều rồi, ok lắm nè. À, cái này chiều dài là 21 phân, giá giao lưu là 190 ngàn ha. À, chưa bao ship nha. À, này ví dụ anh em mua một cặp đó thì 280 em sẽ bao ship. Ừ, rồi tiếp theo nó cạp đây. À, cạp anh em cũng dùng rất là nhiều mà, giá hữu nghị. À, rồi đây, chiều dài là 21 phân luôn. À, răng cỏ đây vừa ôm sát luôn ha. Đó, này em cũng đang xài. À, anh em có coi những clip mà em xử lý phôi, làm phôi quay cho anh em xem á, xài đã lắm này. Nhưng mà cái giá nó ok, giá mềm nha anh em, với lại anh em đừng có so sánh giữa cái cây giá ít mà so với cái cây giá cao là anh không thể nha anh em. À, so với cùng phân khúc thì cây này chỉ có là 380 một cây và em bao phí ship, thì cái giá này anh em mua không có chỗ nào có nha anh em, có mà cũng không có bao ship đâu. À, và cũng không được test hàng đâu, cái này anh em test hàng vô tư ha, cho anh em test hàng. À, còn cái cặp xéo này nè cũng chiều dài là 21 phân luôn. À, răng nó rất là sát đây. À, đều ha,
Rồi, cái cây này 370. Giá là 370.000 một cây nha anh. Và em bao phí ship. Rồi. À. Tiếp theo nữa là cái cua. À, cua đợt này cái Hàn Quốc cái thùng này nữa về những giá mẫu. Nó có một số cái loại thì cái giá nó nhỉnh lên chút anh, thấp xuống một chút. Nhưng mà cái cua thì vừa, cái cua này thì vẫn giữ giá là 250 một cây ha. À, cua này cua Hàn Quốc nha, chiều dài là 25 phân. Và cái lưỡi nha nè. À, dạng cua gập, gập vô mở ra này. Mở ra cho anh em xem. Nhìn cái cua rất là đã nè. Cua ngon lắm. Cua này cua Hàn Quốc. Em bán rất là chạy nè, bán tại chỗ cũng rất là nhiều luôn. À, này mình nhìn nó chắc chắn không? À, nhìn cái cua nè. À, rồi xem răng cỏ nó ha, răng cỏ nó mới đã này, nó hai chế độ nè. À, nó hai cỡ, cỡ gập như vậy nè. À, để cua nó vướng víu thì ta sử dụng những cái vị trí như vậy. À, này nó rất chắc chắn nha. À, cái móc rất chắc chắn. À, cứng cáp ha. À, cái lưỡi coi độ đàn hồi tốt lắm nè. Cái lưỡi cua á thì anh em cứ kiểm tra độ đàn hồi, anh em độ đàn hồi mà kém á thì cái là chất thép nó dở nè. À, rồi cái cây cua Hàn Quốc này giao lưu là 250 nha anh em, em bao ship, chiều dài 25 phân. À, tiếp theo nữa cái cua nách, cái cua này dùng cua Nhật made in Japan. Đó. Cua này chiều dài 21 phân. À, chủ yếu là chúng ta sử dụng để chúng ta cua trong kẹt. Những cái cành, những cái vị trí mà nó bị vướng. À, không thể nào đưa cái cây cua lớn vô thì để đưa cái cây này vô để chúng ta xử lý. À, cái cây này giá 170 nha, em chưa bao ship. Vì em bao ship những cái đơn hàng nào trên 200.000 ha. À, cái này chỉ có 170 thôi. Nếu anh em mua một mình thì anh em phụ cho em là 30.000 tiền phí ship. Rồi tiếp theo là cua Đài Loan. Cua Đài Loan thì những anh em nào mà thích bonsai, cua từ cái cây mà cỡ cái cổ tay quay về là anh em cua vô tư, mà cua rất là đã, rất là mượt. Em khoái cua Đài Loan này lắm, em xài rất là nhiều. Em khoái xài cua Đài Loan này lắm, xài đã anh em ơi, xài ghiền luôn anh em. Mấy anh em sợ là cái lưỡi nó bị lục không, nó chắc khó lắm nha anh em. Anh em có 160 thôi. À, anh em xài 2 năm trời em vẫn còn xài kìa anh em. 160 mà anh em xài 2 năm. Mà em cua rất là nhiều nha anh em. Là đủ rồi ha, đủ cái vốn này. 160 mà xài 5 7 năm thì người ta bán cho ai anh em. Mới với lại anh em ít cua, lâu lâu với cua thì anh em xài muôn đời. Mà anh em kỹ, xài xong anh em lau. À, lưỡi nè anh em, ví dụ như cái cành lớn nữa cỡ này anh em cưa vô tư. Những cái hoành 30 anh em cưa vô tư nha anh em. Nhưng mà anh em nên cưa những cái cành mà cổ tay quay về thì ok. À, cái cưa này giá 160. À, cưa Đài Loan chiều dài là 16 phân, nhỏ gọn, mang đi chỗ này chỗ kia rất là dễ ha. Chất thép thì thôi khỏi khỏi chê anh em, chất thép rất là đã. Rồi cuối cùng là con dao ghép. Đó, hàng thương hiệu của Nhật Watashi. Hàng này em thích xài lắm, em cũng đang dùng để ghép cây anh em. Mang vác, mang đi chỗ này chỗ kia nó gọn, gập vô mở ra không có rườm ra. Đó, siêu bén, chất lượng. Cây dao này em thường giao lưu và sử dụng, nhiều anh em xài cũng rất rất thích nha. Nè, độ bén thì thôi á, dao ghép này là 220.000 nha. Hai trăm hai mươi ngàn đồng nghĩa với việc là em bao ship ha. Đó, nó bén ghê anh em. À, cắt giấy giống cắt bánh mì nè. Rồi anh em nào hợp cạ và ưng cái sản phẩm nào thì anh em ủng hộ nha anh em. Rồi anh em gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại em để trên màn hình ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.